chỉ đây mày chỉ đã 18 năm lìa xa bước chân cố lên. Con số dư điểm kia qua, con số 2 đã mang lại
những việc chỉ nhân may mắn ở vòng loại này. Một lần nữa ai đọc giải nên chơi được cái hát luôn nam chọn đời. Tôi xin một chữ lên sát khuẩn giùm em nha. Rồi một vị khán giả đọc giải, hai vị khán giả đọc giải, ba vị khán giả đọc giải ở vòng loại này đúng không? Một, hai, ba, bốn nữa hả? Và bốn vị khán giả đọc giải vòng loại này đúng không quý vị? Rồi, chị sẽ bắt đầu kiểm tra những phong tờ giùm em nha. Vòng loại và tín hiệu luôn ạ. Rồi. Rồi, chị đọc giùm loại đi chị. Giùm loại 157. Giùm 157 đúng ký hiệu, đúng giùm loại. Số 2. Có 17. Có 2. 29. Có 3. 49. Có 4. Một chủ nhân đầu tiên hợp lệ. Chủ nhân thứ hai. 1237. Dòng lõi 237. Đúng ký hiệu, đúng dòng lõi. Số 2. Có 1. 13. Có 2. 29. Có 3. 49. Có 4. Hoàn toàn hợp lệ. Chủ nhân thứ ba. Dòng lõi 157. Và đúng ký hiệu, đúng dòng lõi. Số 2. Có 1. 13. Có 2. 29. Có 3. 49. Có 4. Hợp lại. Dòng lại. Lại 157. Và đúng dòng lại. Số 2. Có 1. 13. Có 2. 29. Có 3. 49. Có 4. Lại hợp lại. Dạ rồi, các quý vị, em cảm ơn chị gái rất là nhiều khi đã lên đây quay số giúp em nha. Dạ, cảm ơn chị gái luôn. Ờ, chị thích rồi. Con nào, chị bóp con đấy cho mình. Rồi, hai vị khán giả xin nhận về chương trình. Cảm ơn chị gái. Vâng, các quý vị, chúng ta đã có 4 chương trình may mắn đọc giải chị và các anh trai ơi. Bây giờ ở dòng loại này là một chỉ vàng. Thì biết chị chia đều hay là quay số? Chia đều ha. Dạ rồi, mỗi người sẽ nhận về phong bao lì xì 1.300.000 đồng, thưa quý vị. Với một chỉ vàng đó là 5.200.000 đồng. Sẽ được chia đều cho 4 chương trình may mắn đọc giải và kiểm tra giùm em đi. Kiểm tra tin tưởng em như vậy hả? Dạ em cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi em cảm ơn các anh chị rất là may mắn đọc giải trong lần này. Và kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Gì anh? Vì nước anh sửa cái bình nước mía lại hoài vậy? Mình xịt nước hả? Cho em có thun gì lấy cái ràng lại giùm em đi. Đừng có giặt ra nó không nổi ơi. Chưa chắc ông bự hơn tôi đâu mà ông giặt hoài. Về hả? Ừ, bye bye. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời vị chúng ta sẽ đến với những giây phút nghỉ giải lao dịp giờ để chúng ta có thể đi tham quan, mua sắm, vui chơi và giải trí. Dạ, đúng rồi, có bọ, có sổ bọ bên đây nè quý vị. Đây là chương trình săn đuổi chuột bọ với mọi lá vé, đó là 10.000 đồng, 3 con số. Quý vị chúng tôi sẽ nhận về nửa thùng nước ngọt. Rất là vui bên đây nè quý vị nha.